Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP Photoshop.com. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta làm cong góc ảnh. Và cái hiệu ứng này thì tất cả mọi phiên bản Photoshop đều có thể làm được. Ok, đầu tiên ha, mình đang có một cái hình như thế này. Đầu tiên thì công việc chúng ta sẽ là nhân đôi layer này đây. Các bạn bấm chuột phải và chọn duplicate layer, click OK, nó ra. Và ở đây tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng công cụ là Polygonal Lasso Tool. Các bạn mặc định như thế này ha, bấm chuột phải và chọn Polygonal Lasso Tool. Ở đây chúng ta sẽ vẽ vào cái phần góc ảnh mà chúng ta muốn làm cong. Ví dụ như là đây, mình chọn cái góc như thế này. Và mình sẽ bấm Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K ha, Ctrl J. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đè phím Ctrl và chúng ta sẽ click vào đây. Click vào cái phần góc ảnh á, và các bạn quay trở lại cái layer background nhân đôi này lên. Các bạn bấm delete. Rồi, đại khái là chúng ta sẽ có cái góc như này bị mất đi. Và một cái phần đó các bạn thể thấy là nó bị ra như thế này. Tiếp theo là các bạn sẽ chọn cái layer mà bằng góc ảnh ha. Các bạn vào edit và chọn là transform, sau đó chọn là warp đó. Tiếp theo các bạn sẽ click vào cái phần góc á, các bạn kéo lên để mà làm cong cái góc nó lại. Ở đây thì nó hơi nhọn cho nên các bạn có thể click vào cái phần hai cái thanh điều hướng hai bên này đó, cho nó rộng ra một chút xíu cho nó đẹp. Đại khái là vậy. Sau khi xong các bạn click enter hoặc là click vào phím dấu check ở phía trên và nó sẽ ra như thế này. Thì ở đây các bạn tiếp tục là có thể là làm cho nó mất background đi đó, hoặc bằng cái cách là chúng ta delete cái background này đi, hoặc là đơn giản là click tắt nó đi thôi ha. Tiếp theo là các bạn sẽ làm cho nó tối cái phần này lại, cho nó tối lại. Thì ở đây chúng ta sẽ phải sử dụng một cái công cụ là pen tool đây ha. Các bạn sẽ sử dụng công cụ pen tool này, pen tool đây ha. Bạn đơn giản là chúng ta sử dụng cái này cũng được. Chúng ta sẽ đây, mình sẽ chỉ các bạn cách đơn giản hơn ha. Pen tool có thể hơi là hơi khó với một số bạn đấy. Các bạn sẽ đè phím Ctrl, click vào cái layer này tiếp tục, và chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ lasso tool như hồi nãy cũng được. Chúng ta đè phím alternate ha, và chúng ta sẽ bỏ cái vùng chọn ngoài này đi, vùng dư thừa ngoài đi. Mình sẽ chỉ lấy cái phần mà bị cong cong thôi. Đó, ta cứ click click click, nhớ đè phím alternate ha. Sau khi xong rồi thì các bạn sẽ có ở vùng chọn như này, các bạn sẽ sử dụng cái gradient tool. Các bạn click ở đây và các bạn sẽ chọn cái mà nó làm trong ha, cái mà nó có trong suốt như này nè. Các bạn click vào đây và chọn cái fill màu đó, bạn cảm thấy vừa ý. Như ở đây là mình đang sử dụng cái màu đen để cho nó làm tối mà, click OK. Đó, tiếp tục ta chọn cái giải màu là linear này ha, ngoài cùng. Các bạn sẽ có thể là giảm opacity của này đi một chút xíu, ví dụ 50 chẳng hạn thế. Giảm 50, 35, click ở đây thì kéo ra một chút xíu. Các bạn thấy OK rồi. Sau khi xong các bạn bấm Ctrl D, chúng ta bỏ vùng chọn đi là OK rồi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ tạo cái bóng ở phía dưới. Cái bóng phía dưới này các bạn sẽ tạo layer nằm phía dưới này ha. Nằm phía dưới cái layer background này, cái layer background copy á. Và chúng ta cũng sử dụng cái gradient hồi nãy chúng ta kéo cao lên chút xíu và chúng ta click kéo ra. Đó rồi, vậy thôi. Đó là chúng ta sẽ có một cái hơi phía dưới cho các bạn dễ thấy. Mình sẽ tạo cái layer mà chúng ta fill cái màu xám chẳng hạn thế. Các bạn sẽ thấy là nó có cái bóng mờ như vậy đó. Rồi ở đây để làm cho nó có cái nó liền lại với nhau, các bạn có thể thấy là ở đây nó đang hơi tách biệt nhau ra. Các bạn sẽ chọn đè phím shift và chọn hai layer này. Các bạn bấm chuột phải và chọn là merge layer cho nó gom lại ha. Sau khi gom lại xong rồi, để cho nó hợp lại với nhau thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ gọi là path tool. Mặc định nó nằm ở đây này, bấm chuột phải và chọn path tool. Đó, chúng ta tạo cái vùng chọn nhẹ nhàng đây, cái kéo ra. Tùy cái background ha, nhưng mà đa phần một số cái trường hợp thì có thể nó sẽ dễ như thế này. Còn không thì có thể các bạn sẽ phải sử dụng cái clone stem. Clone stem thì các bạn có một cái tutorial khác ha. Ở phía cuối thì mình sẽ có cái dẫn link tới thì các bạn sẽ coi tham khảo đó. Thì đó là sau khi chúng ta làm xong khá là đơn giản. Và đây chúng ta có thể lưu lại file PNG để cho nó có cái background trong suốt như thế này. Chúng ta có thể chèn vào trong PowerPoint, vào Word hay là vào một cái chương trình nào đó khác. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi tút này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tút này. Và hẹn gặp lại các bạn vào tutorial sau. Đừng quên like, subscribe và share.
Để lại comment cho mình biết ở cái tutorial sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì ha. Bye bye.